tiếp nhận với rất nhiều những cái hình thức và loại hình âm nhạc của các miền khác nhau. Trong cái giai đoạn trước đó thì ông chủ yếu cảm thụ và học nhạc cùng với ba của mình liên quan đến nhạc Trung Quốc và nhạc phương Tây. Sau đó thì ông lại tập trung nhiều và tìm hiểu nhiều với lại loại kèn sáo của phương Tây. Và trong cái giai đoạn Hoàng Trí đề cập, khi mà ông cùng với lại anh trai của mình là nhạc sĩ Xuân Lôi á, đi theo gánh cải lương về với lại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì ông lại tìm hiểu nhiều về nhạc Lào và nhạc Campuchia. Như vậy có thể thấy rằng á, là đối với bản thân trên trường anh bước.